Nhắm mắt cảm nhận rồi hỏi cảm xúc. Sau những phút giây đi làm mệt mỏi, được một cô bạn gái tận tình đấm bóp massage để phục hồi nhân phẩm, ấy quên, phục hồi sức khỏe. Ổn không em? Ổn. Trước hết thì anh cảm ơn em. Anh đứng lên cảm ơn với anh để em đo chiều cao luôn nè. Đứng ra tôi coi coi. Ai được, trời ơi cũng ổn mà. Hợp lý, vỗ tay quý vị ơi. Ổn. Trước hết thì anh cảm ơn em nha. Thì anh thấy tay em rất là ấm. Cảm giác thì sướng ạ. Sướng ạ. Rất là tuyệt vời. Dạ. Rồi, sướng là được rồi. Cảm ơn em. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện hẹn hò của ngày hôm nay. Chào bạn trai. Dạ vâng, em chào chị. Rồi, bây giờ chị Tường sẽ ra ngoài đưa bạn gái mình vào rồi mình trò chuyện nha. Dạ vâng ạ. Rồi, ngồi xuống nha. Xin mời hai bạn mở mặt nạ ra. Wow. Wow. Cái gì mà hoài, sáng mắt rồi hoài. Vì nghe danh tiếng nha, chị Cát Tường đã lâu nhưng giờ em mới được gặp mặt chị đó. Thất vọng gì không? Dạ không, chị rất xinh đẹp ạ. Rồi, cảm ơn em. Lại chị cả. Rồi. Hơi lạnh, hơi run nha. Trời, gặp bạn gái ở đây còn bất ngờ dữ nữa, đẹp dữ dội luôn. À, em giới thiệu về mình trước đi, lớn nha, to rõ nha. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến chị MC Cát Tường, bạn gái đối diện. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Bá Sơn, sinh năm 1987, từ Hương Khê, Hà Tĩnh, nơi có núi Hồng Lĩnh, có dòng sông La, có điệu hát dân ca và câu hò vĩ dặm hết giận rồi lại thương. Thương em, địa linh nhân kiệt, sau truyền thống cách mạng và sâu thẳm tình người. Mặc dù em đã đi bôn ba khắp nẻo đường quê hương danh tiếng để làm rất nhiều công việc làm khác nhau, nhưng vẫn chưa có một người yêu đi cùng theo năm tháng với em. Hôm nay qua chương trình, em hy vọng sẽ kiếm được một nửa yêu thương của cuộc đời mình. Hay quá, có đầu tư và có sự chuẩn bị. Nhưng mà hiện tại em đang sinh sống ở đâu? Hiện tại giờ đang sống và làm việc ở Long Thành, Đồng Nai. Vào Đồng Nai lâu chưa? Dạ em cũng vào được hơn 5 năm rồi. Bây giờ mình đang làm công việc gì trong Đồng Nai? Dạ em làm công nhân thôi chị, chạy lái xe nưng trong quay kho và xuất hàng vào xưởng để cho các bộ phận trong gia đình. Mình còn ở ngoài quê hay là vào trong đây luôn rồi? Dạ ở ngoài quê chị ạ. Nhưng mà sau này mình định sẽ lập nghiệp ở đây hay là về quê? Em thấy công việc cũng đang ổn định và em thấy khu vực ở trong Nam làm ăn thấy được thì trước mắt thì làm ăn trong này. Đang dự kiến là ở trong này. Dạ. Rồi chào em gái, mình giới thiệu đi em. Em chào chị Cát Tường ạ, em chào bạn bên kia và chào khán giả đang xem chương trình. Em tên là Lê Thị Ngọc Mai ạ, sinh năm 1986 ạ. Dạ, quê em ở Nghệ An ạ. Em đang làm điều dưỡng viên tại bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2 ạ. Dạ, nằm ở Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương ạ. Em biết chỗ đó không? Thuận An Bình Dương. Dạ em biết ạ. Từ đó lên chỗ em bao xa? Đi cũng chắc hơn một tiếng đồng hồ đấy ạ. Cũng không có gì là bất tiện trong cái việc là tìm hiểu quen nhau đúng không? Dạ. Rồi, thế em đang làm công việc đó bao lâu rồi? Dạ em làm được hơn một năm ạ. Mai cho anh hỏi là em ở đâu Nghệ An hả? Dạ em ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An ạ, gần nhà Bác Hồ ạ. Biết không? Dạ. Tới chỗ đó chưa? Em có mấy người bạn làm cùng kế sơ qua là ở đó nhưng mà em chưa được đi tới ạ. 33 mấy, lập nghiệp hơi trễ đúng không? Còn em lúc mà em mới vào trong này thì em làm những công việc gì? Dạ em làm công nhân ạ. Là từ bên cái lý do thôi thúc gì khiến em rời quê hương vào trong này lập nghiệp? Dạ em có bạn ở trong này ạ. Bạn rủ ren mà mình thấy dạ. Cũng hợp lý. Thế điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn ngon, biết quan tâm và chia sẻ với mọi người, ca hát cũng như là chơi các môn thể thao. Điểm yếu thì em cũng hơi nhát gái, sợ người tâm, hay lo và suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều về vấn đề mình đưa ra nó không được chừng chằn lắm. Rồi, thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em đó là vui vẻ, hòa đồng và có lòng bao dung. Còn điểm yếu của em là em hay quên. Đó là ưu điểm với khuyết điểm luôn đó hả? Dạ. Đó, do là cái khuyết điểm nó hỗ trợ cho cái ưu điểm đó. Ai lỗi lầm với mình cũng mau quên nên mình đâu có nhớ đâu. Rồi về tình trường thì sao? Dạ tình trường thì có 3 mối tình ạ. Một mối tình đơn phương nhưng mà cái hồi cấp 3 chị là em thích một thời gian này xong em hết thích à. Còn hai sau này là hai mối tình chính thức ạ. Một mối tình cách đây 15 năm thì cũng quen bạn đó. 15 năm? Lúc đó mới hai mấy tuổi á phải không? Dạ 20 tuổi ạ. 20 tuổi, dạ. Quen được bao lâu? Là quen cũng được 1 năm ạ. Rồi. Thì bạn á, kiểu mình cảm nhận như bạn ấy không có yêu mình nhiều, với lại lăng nhăng á thôi. Xong rồi em chia tay. Rồi, mối tình sau? Mối tình sau thì cũng quen cũng 1 năm ạ, cũng hơn 1 năm. Thấy bạn ấy kiểu như là về hai phía thôi, tình cảm nó không có đủ lớn. Cảm nhận như bạn ấy vũ phu gia trưởng, nóng tính. Mà bạn nó có đánh em cái nào chưa? Cũng có lần ạ. Trời ơi, không được rồi, mới yêu nhau mà đã quýnh nhau rồi. Mốt lấy nhau về chắc quýnh mềm xương luôn á. Mà mối tình đó cách đây bao lâu rồi?
cũng chia tay được 3 năm ạ. Trời ơi, nào vậy nào, quýnh vậy chỉ nó coi. Có bị ủ phu không? Dạ không chị. Không có được nghe không? Dạ vâng. Cái đánh nhau đánh được lần là đánh hoài. Dạ. Chửi nhau cũng chửi được lần là chửi hoài. Cho nên ngay từ đầu mình thấy ai manh nha, có những cái biểu tượng biểu hiện đó là mình né đi. Rồi giờ quên mối tình đó chưa? Hay là bị quýnh rồi nhớ hoài? Quên rồi, lúc đó là xong rồi em thôi luôn á. Rồi nhớ rút kinh nghiệm nha, không bao giờ làm tổn thương phụ nữ nha. Rồi, rồi tình trường em sao? Thưa chị, em cũng có trải qua 2 mối tình thôi. Mối tình đầu tiên thì ở quê. Thì em cũng quen bạn hơn 1 năm. Trời sao giống bên đây quá vậy, cũng 1 năm không vậy? Rồi. Bạn đó cùng có hướng đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài. Dạ, đi Hàn Quốc. Thời gian đầu thì cũng nhắn tin cũng như gọi về cũng khá là tình cảm. Nhưng mà dần dần em thấy phá nhạt dần đi thì em nghĩ rằng yêu xa nó không được chắc chắn. Thì rồi thôi ạ. Dạ. Mối tình thứ hai thì em vào trong Nam này. Em quen bạn đó cũng gần 2 năm. Nhưng mà bạn đó lại bên Đào nữa. Dạ. Có khác biệt ít nhiều. Em thì lại con trưởng, lo nồi nước cũng như thờ cùng tổ tiên. Nên là tụi em không... Là mình là đạo Phật đúng không? Không theo đạo được. Dạ. Em có đạo gì không? Dạ em không có tôn giáo. À không có đạo tôn giáo. Vậy là hợp rồi, đúng rồi. Tại vì có những cái mà không có đồng về cái quan điểm về đạo, nó cũng rất là khó hòa hợp sống chung để hạnh phúc được. Dạ vâng. Rồi chị hiểu rồi. Rồi tới nay mấy năm rồi, không có mối tình nào khác? Cũng khá là lâu rồi, 4-5 năm rồi. Trong cái thâm tâm em lúc đấy á, em cũng nghĩ rằng 30 tuổi đổ lại em vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Bây giờ nghĩ là lập chưa? Giờ muốn lập chưa? Nghĩ đến giờ thì đúng là lỗ mất mấy năm đấy. Lỗ mấy năm rồi? Nếu mà tìm hiểu mà hợp nhau á, không biết ý bạn gái thế nào, nhưng mà nếu được á thì cuối năm nay hoặc là ra năm được ạ. Rồi, nắm cái tình hình như vậy để biết. Anh Sơn cho em hỏi cái lý do mà anh chia tay đó chỉ là khác tôn giáo thôi, chứ còn hai người là vẫn yêu, vẫn hợp nhau hả? Đúng rồi em ạ. Anh phải hợp tuổi, rồi là tình cách, về tình cách cũng phải điềm đạm và không có khó tính á chị. Em là tuổi gì rồi em hợp với tuổi gì? Tuổi con mèo. Mèo, rồi em hợp với tuổi gì? Dạ em hợp thì tuổi tuổi Mùi, vậy là Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu đó, tứ hình xung. Tuổi Mùi. À, vậy là tuổi Hợi ạ. Không nữa thì người nào lớn hơn tuổi em ạ? Lớn hơn nè, lớn hơn tuổi nè. Em tuổi gì em? Em tuổi Vĩnh Dành ạ. Cọp thì biết là giữ nhưng mà không biết em thế nào. Cái tuổi thôi, là cái tuổi con cọp nó giữ, chứ phải con cọp giữ là cái người người ta như con cọp đâu. Bye bye. Anh ơi, Vĩnh của em là Vĩnh Dành, là con hổ, hổ công viên á anh. Hổ nó trong chuồng, nó không có làm được gì đâu anh. Hổ để cho ta chụp hình không, đó. Thực sự thì cái du lịch đó. Đúng rồi đó. Quan điểm em thì cũng nghĩ rằng là nói tới Dành, nhưng mà em nghĩ là nàng là con trai thường họ vẫn hay khó tính hơn. Đó, nhưng mà cổ lớn hơn 1 tuổi nè, có ngại gì không? Bạn ngại không chứ em thì em không ngại. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà tại sao em lại thích người lớn hơn? Thì em nghĩ rằng những người lớn tuổi hơn thì họ đủ chín chắn và cũng ra đời nhiều rồi, họ có thể biết ngồi. Coi này, cái vụ ra đời là cũng hên xui, chứ không phải lớn tuổi là có kinh nghiệm đâu em. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Có lập trường, với lại có chí cầu tiến, biết thương thương và chăm sóc gia đình, phải hiếu thảo với cha mẹ. Còn ngoại hình thì không có răng ho, không có mắt mụn mí là được rồi. Hên quá. Rồi, còn em sao? Em thích thì hiền, điềm đạm, với lại nãy giờ nhắn đi nhắn lại cái chữ hiền hoài. Bộ mấy cô trước dữ lắm hay sao, ám ảnh ổng gì trời. Kinh tế nhân dưỡi. Em cao mét mấy? Em cao 1m65. Chớp rồi, cô gái này cao lắm luôn. Thích người lớn hơn tuổi hơn, mà có thích người cao hơn mình không? Đi cùng thì em chỉ sợ văn gái có ngại không, chứ em thì sao không được. Em cao mét mấy cưng? Em cao 1m68. 1m68 lận. Chút xíu nữa mở màn lên tôi cho hai người đo chiều cao thử nha. Trước khi đo cho em hỏi là hỏi gì? 1m68 mang dép thấp. Dạ. Rồi. Lát đo dép ta còn thấp hơn dài em luôn á. Dạ. Người ta cũng biết là khó kiếm chồng hay sao, mang đôi dép thấp chủng luôn rồi. Trong 4 anh này, 3 anh này có ảnh á, kiếm đi. Có ảnh là anh nào tôi gả cho, kiếm đi. Trời ơi, thôi coi tấm này thôi, chứ coi tấm đứng là biết ai rồi, cổ cao quá mà. Cái anh này sao em chọn anh đó? Trời. Tại vì em thấy có gợi ý, hai bức hình đều chụp một cái áo. Ủa thì ba người này cũng lên đây cột cái áo hết trơn rồi. Không, màu nè. Đi đây, đây, ba hai tấm hình này giống nhau mà. Thế em chọn vẫn chọn anh. Vẫn chọn anh ở giữa phải không? Rồi. Lên đây, chọn cô nào? Không, cứ nghĩ là cao là chọn cao, nhưng mà em vẫn có linh cảm là... là cô cao phải không? Dạ. Nhìn nhìn thẳng vào nhau. Cặp này hay quá. Giữ nguyên hiện trường. Rồi. Đúng không em? Đúng không anh ở giữa không? Em chào anh ạ.
Dạ đúng ạ. Trời ơi, cái cô trên cao đó phải không? Cô vậy nè. Thôi đúng ạ. Hay quá ha, sao hay vậy rồi, vậy là cặp này gả cho nhau được rồi đó. Tặng hoa đi, tặng hoa đi. À, tới. Xuất sắc thiệt, vậy mà nhận ra. Hôm nay anh có bó hoa tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Một cuốn sách để tặng anh ạ. Anh đọc nhan đề. Rồi ngồi xuống đọc nhan đề coi cái gì. Cảm ơn nhé. Mong gặp được một người như em. Có cái gì ở trong cái kệ đọc lớn lên tôi nghe coi. Tình yêu cũng giống như một cuốn sách, chỉ cần tìm đúng người thì bạn sẽ chạm tại hạnh phúc. Tới hạnh phúc. Trời ơi, nếu mà giao cuốn sách cho tôi sẽ nói là tình yêu nó giống như một cuốn sách, đọc hết cuốn sách là hết tình yêu. Ôi, chị đừng nói vậy à. Cuốn sách này không có ý nghĩa, nhưng mà ý nghĩa chỗ em tặng anh sách, tại vì cái tình yêu cũng giống như sách á, tìm cuốn sách mà mình cần và mình sẽ lật nó từng trang ra, từng trang một để mình đọc. Đọc sách một thời gian mình sẽ quên và sau đó mình sẽ phải lật lại để đọc, và giống như hâm nóng tình cảm của mình á anh. Ồ, chứ phải lật tới trang cuối hết rồi. Tặng sách cho người ta phải xé trang cuối cất lại, ta phải đọc tới đó tập tức không biết cái kết sao ta mới theo mình hoài. Đọc hết cuốn sách là hết. Đọc hết cuốn sách là hết. Nói giỡn thôi. Yeah. Bây giờ Tường sẽ dành cho hai bạn một cái khoảng thời gian ha. Chúng ta sẽ thưởng thức món ăn ngon tại nhà hàng Angkor, vừa trò chuyện với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Ủa, rồi nhận cái này gì đây? Sao không tặng vậy trời? Thưa chị, em còn có một món quà nữa, cho phép anh. Rồi qua luôn cũng được, qua tới bên đây luôn. Món quà anh thì đó là một chiếc vòng. Chiếc vòng cầu hôn hả? Đã huyết long. Có ý nghĩa gì không em? Dạ, anh hy vọng em đeo vào sẽ mang lại nhiều niềm vui và may mắn. Em nhúng tay lại. Rồi, ông có đó, ông có ý gọi là ông có phong thủy hết trơn đó. Rồi em từ tay em truyền qua tay anh. Đó. Em cảm ơn. Cái đó có ý phù rồi đó nha trời. Cùng màu. Dòng kiền vô trong cổ luôn rồi đó. Đúng không? Thì sao không đưa ta đeo, không đeo bình thường mà phải chọc từ tay mình rồi lăn qua tay người ta vô, có ý đồ gì vậy em? Dạ em muốn cho vào cho san cháo đẹp ha. Đưa vào cho dễ hơn thôi ạ. Rồi chắc chị nghĩ nhiều quá. Được rồi, bây giờ chúng ta thưởng thức bữa ăn trưa tại đây. Từ xin mời hai em thưởng thức. Trời, nhìn hấp dẫn ghê chưa? Đây là món spaghetti hải sản với là sốt Angkor nha. Dạ. Rất là hấp dẫn, ngon, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Ít phút nữa chị Từ sẽ quay trở lại nha. Tự nhiên, mời hai bạn. Anh mời em. Dạ. Anh lúc nãy anh có nói là anh có điểm yếu là nhát gan hay là nhát gái? À, nhát gái, cũng hơi nhát gái. Mình cho em hỏi xíu, nếu mà anh là lúc mà anh nóng lên á, thì anh sẽ làm gì đối với cái người mà gây nên cho anh nóng, là người thân của anh? À, tức là phải có cái chuyện gì để mà ý là khi mình nổi nóng á. À, không, hoặc ví dụ một cái lý do gì đó mà mình tức giận lên ha. Với anh thì không có việc gì mà không có giải quyết được hết, nên là việc gì mình cũng có thể là thảo luận và góp ý, không bao giờ cáu gắt hay là làm lớn chuyện lên một cái vấn đề gì đó. Con người thì ai cũng có lúc nóng giận hay là này nọ chứ. Tức là trước giờ mà nóng thì anh làm gì? Không có làm gì hết trơn, im lặng hay sao? À, nếu mà nóng lên thì anh không nói đâu. Anh cũng bình thường mà thôi. Ví dụ là em mà làm sai ha, anh chỉ nhắc nhở em và làm sao để bữa sau em đừng có tái phạm nữa thôi. Món ăn thế nào em? Ngon không? Ngon. Nhà anh có mấy người anh? Gia đình anh có ba chị em. Chị anh đầu, anh thứ hai, sau anh còn là cậu em trai. Anh là quê gốc ở Hà Tĩnh. Ừ, đúng rồi. Chồng nói anh cũng nhận khó ra. À đúng rồi. Nếu mà nói giọng nghe ảm thì anh có nghe được không? À, nghe được. Vì anh người miền Trung cả đi. Dạ. Anh, em tự nhận xét bản thân mình. Dạ. Là người dễ tính hay là khó tính? Em dễ tính mà. Thì tình là hiền. Chúng em cùng biết chăm sóc cho em. Đi nha, mày cháu là em chăm hết. Và rồi chúng nhỏ đắp thua công việc, nên việc chăm người da và trẻ em thì đó là một sự trương của em. Nói về lòng hiểu thảo thì em thấy là nếu mình yêu mà mình thương người đó thì cha mẹ người đó cũng như mình thôi. Nhưng mà nhiều lúc thì cái suy nghĩ của mình nó khác. Nhưng mà mẹ thì nhiều lúc cũng em cũng sợ, tại vì em nghe nhiều chuyện năm dấu là em sợ. Sợ. Làm dâu trước đây thì khó. Thời giờ thì cũng không đến nỗi khó như em nghĩ đâu.
Ừ, vì anh nghĩ rằng trước đây á, mẹ anh cũng là phần làm dâu. Dạ. Nên là cũng hiểu và đồng cảm chia sẻ với em thôi. Rồi, ăn ngon không? Dạ, ngon chị ạ. À, đúng giờ ăn luôn rồi, ăn phải ngon chứ đói quá rồi mà. Em được ăn rồi mà không thích chị được ăn chị. Chưa, bây giờ chị phải quay xong rồi chị mới ăn nè, mới thư giãn được nha. Chị Tiến hả? Đúng rồi. Nãy giờ chị ra ngoài là nghe ở ngoài là anh hôm nay, em hôm nay đi là có người đi theo ủng hộ phải không? À, dạ. Ai vậy? Hôm nay đi thì có em ruột của em, với lại là anh trai Kết Nghĩa. Rồi, thế là mời đại diện họ nhà trai vô đây tâm sự. Dạ, xin chào chị Cát Tường ạ. Dạ, chào chị. Xin chào hai anh. Dạ, mời hai anh giới thiệu. Chào MC Cát Tường. Dạ. Chào anh em ở bên chỗ Ba Sơn. Dạ. Gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành tới MC Cát Tường. Cảm ơn anh. Ở đây còn em, giới thiệu coi. Em là Trần Bà Hải. Em là em ruột của anh Trần Bà Sơn đây ạ. Em năm nay là... em xong sinh năm 1992. Có người yêu chưa? Dạ em đã lập gia đình. Trời ơi sao em bỏ qua mặt anh vậy? Trời ơi, dạ. Ngoài miền ngoại mà vậy là coi như không có được á nha. Qua dạ. Mặt anh vậy là không được á. À chị ơi, vì anh em nhát gại lắm, lo làm nhiều á chị. Sáng em thấy làm đến chiều tối luôn mới về, nên công ty thì toàn nam không à, không có nữ. Ông có tật xấu gì không em? Dạ không chị ơi. Có bị gì không? Sao lấy vợ trẻ vậy? Chắc là kiểu như là muốn kiếm được một cái số vốn nào đó để sau này lo cho phụ nữ ấy. Mãi mê làm quá. Mãi mê làm quá. Rồi, thế bữa nay gặp chị gái thì em có cảm, có nhận xét như thế nào? Nhận xét là chị gái rất xinh. Em muốn được sau chương trình này thì chị bấm nút đồng ý với anh trai em để có một cái duyên nào đó để mà tiến tới lâu dài ạ. Rồi, chị Tường cũng mong như vậy ha. Anh Kết Nghĩa sao anh? Anh em đến ở đây thì cũng mong muốn là em sẽ tìm được vợ. Mà những cái gì em muốn thì đã coi như là có hết rồi. Cũng như là có chị Cát Tường giúp đỡ khi nạn giờ cũng như là tất cả rồi. Thời gian gặp nhau thì chưa nhiều, nhưng mà em cố gắng để lấy lòng bạn gái như thế nào để mà đi đến được một cái duyên. Và sau này là sẽ, nếu mà mình đã có duyên rồi thì mình sẽ kết nối đến một cái hạnh phúc và lâu dài hơn. Dẫn theo hai người, hai chuyên gia tâm lý, hai quân sư quá tuyệt vời. Rồi, cảm ơn hai anh em nha. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện của cặp đôi này. Rồi, cảm ơn em. Đó là ý kiến đóng góp của người thân của mình thôi. Thế bây giờ nè, ở cái quê của mình là chị biết nè, âm nhạc cũng dữ dội lắm. Hai bạn để trước khi mình quyết định có bấm nút với nhau hay không nè, hát bài cho nó thay đổi không khí ra được không? Dạ, được. Rồi, mời em trai. Tình yêu của em như sóng biển chiều hôm, đã trao anh dạt dào bao kỷ niệm. Như vầng trăng sáng tỏ giữa khơi xa, như hàng dương gió reo suốt bốn mùa. Anh yêu em như yêu bờ cát trắng, đừng lòng lo khi lo âu, lòng lo âu, quên ngay câu lòng lo âu luôn. Lái. Anh yêu em như yêu bờ cát trắng, lòng lo âu khi mùa bão qua đây. Anh yêu em như yêu câu hò vĩ dầm, dần thì dần mà thương cũng thật nhiều. Ngoài khơi xa đang có gì đợi anh, lục phong ba biển động sóng gầm gào. Anh chờ em thực tròn suốt canh thâu, như dòng sông lúc vơi rồi lại đây. Anh yêu em, anh thương em nhiều lắm đó, đừng đi xa như loài cá lang thang. Anh yêu em, anh thương em vất vả, dần thì dần mà thương cũng thật nhiều, dần thì dần mà thương lại càng thương. Hay quá, có hơi rung một xíu thôi, chứ còn giọng hát rất là ngọt ngào, rất là quyến rũ. Cảm nhận như thế nào em? Chị nói vậy đúng không em? Dạ đúng rồi, tại em cũng thích danh ca. Hát cho nó thấm thiết thêm chút. Bây giờ mình chơi game show nè. Dạ. Bóp một lá thăm, đọc yêu cầu của chương trình, đọc lớn lên em. Bạn hãy đấm bóp massage cho đối phương rồi hỏi cảm nhận của anh ấy. Mời em. Không. Qua đi để hồi tôi đo chiều cao luôn nè. Qua đây. Rồi, đấm bóp massage 30 giây, nhiệt tình vô, nhắm mắt cảm nhận rồi hỏi cảm xúc. Sau những phút giây đi làm mệt mỏi, được một cô bạn gái tận tình đấm bóp massage để phục hồi nhân phẩm, ấy quên, phục hồi sức khỏe. Ổn không em? Ổn. Rồi, hỏi ảnh đi, cảm nhận anh như thế nào? Nãy nhờ anh, em
Có bóp vai cho anh thì anh cảm thấy thế nào ạ? À, trước hết thì anh cảm ơn em. Anh đứng lên cảm ơn với anh để em đo chiều cao luôn nè. Đứng ra tôi coi coi. Ai à, được, trời ơi cũng ổn mà. Hợp lý, vỗ tay quý vị ơi. Ổn. Trước hết thì anh cảm ơn em nha. Thì anh thấy tay em rất là ấm. Cảm giác thì sướng ạ. Sướng ạ. Rất là tuyệt vời, dạ. Rồi sướng là được cảm rồi. Cảm ơn em. Trời ơi, rồi tới phiên mình bóc một câu đi cưng. Hãy nói thật lòng điểm bạn thích nhất và điểm bạn chưa thích ở người đối diện. Câu này được không em? Được quá chẳng luôn. Dạ, điểm thích á, trước hết thì khi mà chưa kẹo cánh cửa trái tim này thì em vẫn có cảm nhận bạn nói cũng điềm đạm nhẹ nhàng. Em vẫn có cảm tình và ấn tượng lúc ban đầu. Còn khi mà kẹo đá thì em thấy ngoài sức tưởng tượng của em. Chẳng thêm bạn điểm đó là nhìn bạn cũng hiền, cũng có nét phục hậu, thích. Dạ. Để mà nói điểm không thích ở bạn nè, trước mắt thì anh thấy chưa? Thấy bạn cũng duyên dạng. Coi như là mới thấy điểm thích chứ còn điểm chưa thích là chưa phát hiện phải không? Dạ. Mặc dù con người thì không ai là hoàn hảo, chắc chắn cũng sẽ có những điều gì đó sau này tìm hiểu mình cũng chưa thích. Nên đang suy nghĩ điều gì, mình nói thật lòng mình đang nghĩ gì thôi. Thầy mình trái cũng chưa có thích em á. Kiểu cảm giác chị là chết rồi. Kiểu như là bạn rụt rè quá. Nói chung là cái cảm nhận của em là bạn chứ có cảm tình mình nhiều. Dạ. Rồi. Rồi nói đi, 30 giây dành cho em. Nếu mà nói chứ em như vậy á, thì thực sự nếu mà nói như ý em thì anh lại không nói vậy rồi. Vâng. Nếu mà anh đã nói vậy thì em hãy tin tưởng anh. Vâng. Trước khi bấm nút thì cho anh nắm tay thêm để anh em mình cảm nhận với nhau. Dạ. Qua cửa trái tim này. Qua gần với em được. Muốn đo chiều cao với em. Người ta vẫn học rất là tự tin về chiều cao nên ta muốn đo nữa. Rồi nói đi em, 30 giây dành cho em. Để nói đôi lên sau cùng thì anh muốn nói với em rằng khi gặp em anh vùng về không nói lên câu. Khi xa em, trong anh ấp ủ bao điều muốn nói. Ước gì luôn có em bên cạnh, mình tay nắm tay, ta tìm hơi ấm, sưởi ấm con tim bằng ngọn lửa chân tình. Rung thì rung với văn thơ rất là lai láng. Anh chàng này rất ga lăng, lịch thiệp và một người sống rất là tình cảm, rất là cảm xúc. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường đồng ý bấm mạnh vào nút bấm. Em hỏi anh xíu. Rồi mời cho em. Thì mà vợ anh mà ốm hoặc là mệt thì anh sẽ làm gì? Kiểu em thì em cũng hay bệnh. Bệnh thì không có nhưng mà lâu lâu cũng hay bị ốm mặt á. Thì anh sẽ vào anh phụ giúp làm em hết. Vì anh làm việc nhà em, anh cũng có thể làm hết mọi việc. Chú Toàn mà anh nói thế này này, để mà có một tình yếu á, thật lòng chung thủy với nhau không á, phải biết vì nhau, biết cảm thông và chia sẻ cho nhau. Rồi, thời gian dành cho hai bạn đã hết. Đặt tay vào nút bấm, muốn tìm hiểu thêm thì cứ bấm nút rồi tự tìm hiểu. Sau 3 tiếng đếm hãy đưa ra quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Sao bạn gái vẫn không bấm? Em đang còn suy nghĩ điều gì? Em sợ bàn tay không... Tại vì bàn tay nói là cái lý do chia tay cái người mà mình yêu mình thương là vì khác tôn giáo á, thì em nghĩ là bạn ấy không có quyết tâm trong tình yêu. Nếu bây giờ bạn có thể hiện một hành động hoặc một lời nói gì thì có thể thuyết phục được em thì em thật ra bạn trai nói đúng đó, là tại vì em chưa có kinh nghiệm trong vấn đề về tôn giáo. Yeah. Chị làm chương trình này rất là nhiều và ngoài đời thường chị cũng đã gặp rất là nhiều. Yeah. Cái này chị không phải binh vực bạn trai, quyết định thì tụi em đã đưa ra rồi. Yeah. Nhưng chị giải thích cho em hiểu vấn đề về tôn giáo đúng, tại vì anh này thứ nhất mà là người miền Trung rất là quan trọng về cái việc thờ cúng tổ tiên ông bà, và anh ấy là con trai trưởng, một năm đám giỗ đám dỗ đám quẩy cúng kiến trong gia đình. Còn người đạo Công giáo không bao giờ bỏ đạo. Người bạn gái của Công giáo không bao giờ bỏ đạo. Không rồi. Tại em không phải là người trong đạo. Em muốn lấy người ta, em phải vô học giáo lý và phải vô đạo thì em mới được bên đạo, bên mới được cha ban cái phép hôn phối. Được. Phải đi học giáo lý nữa. Thì thí dụ họ yêu nhau cỡ nào nhưng mà ai cũng có tổ tiên ông bà. Được. Gia đình cô này, tại chị đã từng có những người thân chị mà muốn lấy người đó là phải ra khỏi đạo và gia đình từ mặt luôn. Tại vì đạo Công giáo người ta không cho bỏ đạo như vậy. Người ta để làm cái lễ hôn phối với vợ của mình. Nhưng mà anh này thì cũng không thể, tại vì anh cũng thể nào bỏ tổ tiên ông bà. Nên đúng rõ ràng là có những mối tình yêu nhau thấm thiết nhưng vẫn phải chia tay vì đạo không có hòa hợp được, điều đó đúng. Ừ. Không có sai. Người đó đã lấy chồng cho anh. Chồng. Lấy rồi em ạ. Mà anh còn nhớ nữa không? Không. Cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm 30 giây lại một lần nữa. Anh quên người đó rồi đúng không? Trời ơi, cái chuyện sao quắc sao quá, bà này bà thiệt mệt ghê. Không, nhìn em ạ, giờ anh nói thật là em. Hết thời gian của tôi rồi, không nói gì nữa hết. Bấm nút hay là không thôi. 1 Nhắm mắt lại. 2
3. Trời ơi, có một chút xíu gút mắt. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Gửi em một món quà của chương trình. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Dạ em cảm ơn chị. Ở đây, đi xem phim, lát vô rạp phim hung nha. Xem phim với nhau nắm tay, nắm tay. Thấy ổn không? Hồi nãy cổ không bấm nút, em cảm thấy như thế nào? Em cũng hơi buồn một chút. Em yên tâm đi, cái chuyện mà anh nghĩ rằng em bên đảo hoặc với anh thì mới khó, chứ em mà bên lương cùng với anh thì anh em mình am hiểu về nhau thì dễ. Nói chung cô gái này rất đa nghi, rất là cẩn thận. Mà thời gian này không cho phép rút kinh nghiệm, ngày hôm nay mém chút nữa là không có bạn gái rồi. Lần sau cái gì cũng rõ ràng, dứt khoát mà nhanh lẹ lên, tự tin lên. Tuổi trẻ mà, phải cho mình cơ hội, cái gì cũng sợ hết làm sao được. Chị hả, giờ chạy xe 8 tiếng thăm bạn trai thì cũng đi chứ đừng tới 1 tiếng. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay thì Tường cũng rất là vui đã cho thêm họ cái thời gian. Đôi lúc mà ít phút đâu có hiểu nhau hết được đâu. Và cuối cùng thì họ cũng đã bấm nút. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình, 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần, trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.